Trên nhóm kín hội người dùng Huawei tại Việt Nam có hơn 20.000 thành viên trên mạng xã hội Facebook. Quản trị viên ước tính có khoảng 300 tài khoản đăng ký vào nhóm này chỉ trong một ngày sau khi có thông tin Google quyết định dừng hợp tác với Huawei, tăng gấp 3 lần so với thông thường. Các bài viết rao bán hoặc mua lại các dòng điện thoại của Huawei được đăng mới khá thường xuyên. Xuất hiện tình trạng một số tài khoản lợi dụng thông tin bất lợi cho Huawei để ép giá người bán. Chẳng hạn điện thoại P30 Pro đang được yêu thích của Huawei có giá bán mới tầm 20 triệu đồng lại bị chào mua lại với mức giá chỉ 5 triệu đồng. Mức giảm khiến chị Duyên phải gác lại ý định bán lại chiếc điện thoại Huawei chỉ mới mua vài tháng. Em dự định là sẽ đổi điện thoại bán lại, nhưng mà Huawei đang bị ép giá rất là nhiều. Nói chung thì em cũng sẽ để thêm một thời gian nữa xem như thế nào. Còn anh Tùng vừa mua dòng điện thoại Huawei khá đắt tiền, trên 20 triệu đồng. Trước thông tin về sự cố của Huawei, anh quyết định vẫn tiếp tục sử dụng điện thoại này bình thường. Vì các thông tin mà phía hãng cũng như nhà bán lẻ đưa ra đến thời điểm này đều khẳng định, các sản phẩm mà người dùng đã mua đều vẫn có thể sử dụng các dịch vụ của Google bình thường. Sáng nay thì đã có thông tin là nếu mà ngưng hợp tác thì trong vòng khoảng 3 tháng nữa mới ngừng, chính thức là ngưng hợp tác. Với lại mấy cái điện thoại đang xài á, thì sẽ vẫn xài bình thường chứ không có bị cái gì hết. Theo giới chuyên gia, vụ việc lần này giữa Huawei và Google mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Để hiện thực hóa được nó sẽ cần rất nhiều các bước cụ thể tiếp theo trong nhiều tháng trời từ cả hai phía. Do vậy, trước khi có các thông báo cụ thể, người dùng không nên có những phản ứng thái quá, tránh bị đục nước béo cò. Chúng ta phải chờ trong một thời gian tới để bên Huawei họ có những cái thông cáo chính thức cũng như cái cuộc đàm phán thương lượng giữa hai bên nó diễn ra như thế nào để mình biết được cái chi tiết. Thì lúc đó người tiêu dùng biết rõ là mình nên mua hay là nên tiếp tục dùng cái sản phẩm này không. Các nhà bán lẻ lớn như Thế Giới Di Động hay FPT Retail cũng cho biết chưa có kế hoạch đặc biệt với lượng hàng Huawei đang bày bán. Tuy nhiên không bình luận về khả năng sụt giảm doanh số của các sản phẩm Huawei mới.